diễn đàn cũng như là trên một số trang mạng thì có nói đến một cái chị này thì trước đây thì tôi cũng đã nói rồi, tôi còn có một bài tôi đã nói rồi. Thì tiếp theo bây giờ chị lại tiếp tục lại là có cái tình hình mà gọi là tạo ra cái cú sốc, tạo ra cái cú sốc. Đó chính là chị Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên ở trường Đại học Ngoại thương. Thì trong cái trang Facebook của chị á, thì là chị Úc của chị á, thì là chị ủng hộ, chị cổ suý cho cái số người mà tự xưng là ủng hộ cái vấn đề tự do ngôn luận và ra mặt cho rằng là coi như là nhà nước mình cũng như đảng mình đã tạo ra một cái kiểu gọi là sùng bái lãnh tụ, sùng bái lãnh tụ. Đó, có nghĩa rằng ai mà đụng chạm đến lãnh tụ là coi như là một mất một còn. Đó, tệ sùng bái, gọi là cái tệ sùng bái. Thì như vậy thì bản thân chị Nguyễn Hoàng Ánh này đúng là tôi cũng không biết bây giờ tôi đánh giá chị như thế nào. Nhưng mà đây là lần này lần thứ hai rồi. Thì tôi có thể tôi cho rằng chị này là có tư tưởng chống cộng sản. Nói thẳng vậy thôi. Tức là Chứ không tư còn tưởng cuồng ngoại đó, tư tưởng đó, cuồng ngoại không không cuồng không phương phải Tây. cuồng ngoại, không không phải cuồng ngoại cuồng phương Tây Tâm, mà đây là chống cộng sản, chống cộng sản. Và tôi không cần biết cái lý lịch của cô ta, của chị ta như thế nào, nhân thân của chị ta như thế nào, bố mẹ của cậu của chị ta như thế nào, tôi không cần biết. Nhưng bản thân của chị ta đó là tôi tới giờ phút này thì tôi cho rằng là chị này là có cái tư tưởng là chống cộng sản, không ưa cộng sản, chống cộng sản. Mặc dầu chị ta sinh ra và lớn lên ở cái đất nước cộng sản, được cộng sản nuôi ăn học ở ở ở đại học, và sau đó bố trí công tác ở một trường đại học danh tiếng và làm cao học cũng như là làm nghiên cứu sinh đó, và được phong học hàm phó giáo sư cũng ngay tại một trường đại học của cộng sản. Thấy không? Đó, và hàng tháng thì cũng được cộng sản trả tiền vào trong cái thẻ ATM của chị ta. Nhưng tư tưởng của chị ta là coi như là không ưa cộng sản và chống đối cộng sản. Đặc biệt là chống đối ở trên lĩnh vực Facebook cá nhân. Tức là cái nơi mà thể hiện cái tự do suy nghĩ của cá nhân. Thì như vậy thứ hai nữa, bên cạnh đó thì tôi cũng có cái quyền tôi nghi ngờ chị ta sẽ gieo rắc những cái tư tưởng chống cộng sản cho cái lớp sinh viên ở trường Đại học Nghệ thuật Ngoại thương, cũng như một số đơn vị, một số lớp mà chị ta được mời đến thỉnh giảng ở một số trường khác hoặc các cái trung tâm khác. Tôi có quyền tôi nghi ngờ như thế. Đó. Thì tôi quay trở lại là chị ta cổ súy coi như là ủng hộ cái việc là nói rằng là coi như nhà nước chế độ này đã tạo ra cho nhân dân, tạo ra cho người dân một cái tệ sùng bái lãnh tụ. Một cái câu nói thì tôi nói thì ấu trĩ vô cùng. Ấu trĩ vô cùng. Tôi nói ngay vấn đề tôn giáo thôi. Tôn giáo, lĩnh vực tâm linh. Đó. Thì những tín đồ Thiên Chúa giáo, người ta có Đức Chúa Giêsu. Những tín đồ mà Phật giáo thì người ta Đức Phật. có Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó. Và những tín đồ hòa hảo thì người ta có cái gọi là cái sự tin tưởng cũng như là cái sự tâm linh đó, tín ngưỡng đó, đặt hết vào vào cho Đức Huỳnh Đức 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 Huỳnh Giáo Chủ đó, và vân vân ở các cái tôn giáo là như vậy. Còn nói về vấn đề người dân ở trong một quốc gia thì luôn luôn người ta có những cái vị lãnh tụ. Đó, có những cái lãnh tụ mà người ta thương yêu, người ta quý mến và người ta tôn thờ luôn. Ở đâu cũng vậy hết. Đó. Và ngay tại Việt Nam chúng ta thì mới rõ ràng Bác Hồ đó, là người mà đưa đưa cái đất nước Việt Nam của chúng ta từ cái gọi một cái đất nước là nô lệ đó, phụ thuộc toàn bộ vào vấn đề ngoại bang đó, đời sống cơ cực lầm than, bây giờ đến cái một cái nước độc lập, tự do dân chủ đó,
Và cho đến ngày hôm nay thì cái lực lượng mà kế thừa cái tư tưởng của người đã dẫn dắt cũng như là đã xây dựng đất nước Việt Nam mà ngày hôm nay nó cường thịnh như thế nào, có một vị trí ở trên thế giới như thế nào. Đó là nói về vấn đề Bác Hồ. Còn cái người thứ hai nữa, đó chính là Bác Võ Nguyên Giáp. Bác Võ Nguyên Giáp. Bác Võ Nguyên Giáp là cái người đầu tiên thành lập ra cái lực lượng coi như là quân đội của Việt Nam chúng ta. Đó. Lúc đó gọi là cái đội tuyên truyền giải phóng quân. Dạ đúng rồi, dạ. Và một cái điều đặc biệt là bác không qua một cái trường lớp quân sự nào cả hết. Đó, với cái trí thông minh, cái sự hiểu biết và cái tấm lòng yêu quê hương. Đó, và đặc biệt là luôn luôn kính trọng Bác Hồ, coi Bác Hồ như là một người thầy của mình. Đó, và đã coi như là hướng dẫn, đã thành lập quân đội nè, rồi hướng dẫn nè, xây dựng lực lượng vũ trang nè, và đặc biệt là cái trận chiến thắng Điện Biên Phủ vang danh khắp toàn cầu. Đó, rồi đánh giá của thế giới về 10 vị tướng tài trên thế giới, thì trong đó Việt Nam chúng ta có 2 người, mà trong 2 người đó thì là có bác Võ Nguyên Giáp. Yeah. Đó, tôi nói chỉ chừng đó thôi, thì cũng đã làm cho nhân dân, đã tạo ra cho nhân dân Việt Nam nói chung, đó, đã có cái sự tôn thờ, kính yêu Bác Võ Nguyên Giáp. Đó, còn lại những ý kiến khác thì tiếp tục các bạn khác sẽ bổ sung thêm. Tôi chỉ nói chừng đó thôi. Thì riêng cá nhân tôi đã rất nhiều lần tôi nói rồi. Đó, có thể chửi tôi cũng được, không sao cả hết. Chửi tôi vô tư, chửi thoải mái. Nhưng đụng tới Bác Hồ, đụng tới Bác Giáp là tôi chiến tới cùng. Đó, nếu tôi quýnh không lại có thể tôi chửi cả tháng luôn. Đó. Và tôi nghĩ không phải riêng bản thân tôi đâu, mà tất cả những người dân Việt Nam, không những ở trong nước mà ở nước ngoài luôn, luôn luôn người ta đều có cái sự kính trọng, tôn thờ Bác Võ Nguyên Giáp. Đó. Thì bây giờ cái chuyện mà nhân cái chuyện bóng đá vừa qua, thì cái thằng phải gió Danny Howard đó, nó đem nó viết trên trang Facebook của nó một cái câu nói hết sức là tục tiểu. Một cái câu nói đó mà tôi hôm trước livestream tôi đã nói rồi. Tại sao nó không mang bố nó ra nó nói? Nó không mang tổng thống của Đức, của nước Mỹ nó ra nó nói, mà nó lại mang Bác Giáp ra nói. Nó có ý đồ gì? Tôi nó khẳng định đó là ý đồ. Ý đồ khốn nạn luôn. Và thêm là cái bài phó giáo sư tiến sĩ rồi. Nguyễn Hoàng Ánh. Rồi. Thì bên cạnh đó. Bà đó. Dạ. Bên cạnh đó thì cái chị Nguyễn Hoàng Ánh này chỉ là cổ vũ, chỉ là cổ suý, chỉ là ủng hộ cái thằng phải gió đó. Đó. Cái thằng mất dạy đó, tôi gọi là cái thằng mất dạy luôn. Tại vì nó dùng những cái lời lẽ hết sức là thô tục. Tôi không muốn nhắc lại. Đó. Tại sao nó không nói bố nó đi? Nó không nói cái thằng Tổng thống Mỹ đi, của nó đi. Mà nó mang Bác Giáp ra nó nói. Đó. Mà đó cái, thì bên cạnh đó thì cái bà Nguyễn Hoàng Ánh này là ủng hộ nó, và cho rằng coi khi mà nhân dân Việt Nam mình đó lên án cái hành động của cái thằng mất dạy đó, thì bà Nguyễn Hoàng Ánh này lại cổ suý binh vực đó, và bật ngược lại nói rằng là coi như là cái chế độ này đã tạo ra cho một những người dân đó, có cái tệ tôn thờ lãnh tụ đó. Cái việc làm như vậy là phải nói rằng là cái tư tưởng mà thể hiện ra trên trang Facebook như vậy, thì tôi cho rằng khẳng định là cái bà này là coi như là tư tưởng chống cộng sản, không ưa cộng sản. Thứ hai nữa, với trình độ phó giáo sư tiến sĩ thì tôi cho rằng có vấn đề đó. Tại vì tôi quen rất nhiều các anh các chị hàm giáo sư luôn, chứ không phải phó giáo sư nữa đó. Nhưng mà người ta rất là đàng hoàng, người ta chững chạc, người ta đàng hoàng, người ta tranh cãi nhau vấn đề chuyên môn tới nơi tới số luôn. Nhưng mà phát biểu mà tham gia Facebook và phát biểu ú ớ như cái bà Nguyễn Hồng Ánh này thì tôi thấy chỉ có mỗi mình cái bà này thôi. Và cái hậu hệ lụy của nó là gì? Không những bây giờ nhân dân, một số người, người ta biết, người ta phản ứng, mà bây giờ ngay như sinh viên của trường đại học ngoại thương đó
đã phản ứng hết sức là dữ dội. Lần trước á, cái lần trước mà bà đem bà láo nháo đó, đó thì sinh viên hầu như không có, không nói. Nhưng lần này thì sinh viên nói rất nhiều. Sinh viên của trường Đại học Ngoại thương đó, người ta lên tiếng rất là nhiều. Đó, và thậm chí có em sinh viên là nói rằng là coi như là em thất vọng về cô Nguyễn Hoàng Ánh. Đó, cái nick là, cái tên là Phan Khánh Chi. Tôi nói ví dụ đơn cử như vậy. Sinh viên Phan Khánh Chi nói như thế này: thưa cô, lâu nay em luôn theo dõi cô và ngưỡng mộ tri thức của cô. Nhưng sự việc lần này, em không nghĩ cô lại xem mình, cô lại xem nó là sùng bái cá nhân và đơn giản hóa nó như thế. Có lẽ cô nên đọc nhiều hơn nữa những lời gã ngoại quốc khốn nạn đó nói về đất nước mình, dân tộc mình, trong đó có cô, có gia đình cô, để hiểu tại sao mọi người lại phẫn nộ đến thế. Nó không chỉ đơn thuần là việc xúc phạm Bát Giác. Bài viết này của cô, em xin phép thể hiện cái sự phẫn nộ, và cũng xin phép cô từ hôm nay, dù cũng chẳng làm cho cô bớt vui hay khiến thu nhập của cô có ít đi chút nào, nhưng nó là sự thể hiện thái độ phản đối. Không chỉ em, mà hàng triệu người ngoài kia, khi một thằng ngoại quốc hàng ngày ăn cơm uống nước Việt Nam lại thiếu đạo đức với chính cái nơi đang nuôi sống nó. Em thật sự thất vọng vì cô đấy cô ạ. À, đó, tức là một em, đây là tôi đơn cử một em sinh viên thôi, rất nhiều em sinh viên. Đó, và nói về cái bà Nguyễn Hoàng Ánh này thì chắc có lẽ tôi cũng không còn gì để nói hơn là có thể là nhân trên cái cộng đồng mạng, rồi trên cái live stream của Tâm, mà nếu được Việt Vision tiếp sóng phát lên trên mạng xã hội YouTube thì càng tốt. Thì tôi có một kiến nghị như thế này. Đây là lần thứ hai rồi, mà với một người thể hiện cái sự có trí thức, đó là một phó giáo sư tiến sĩ đang công tác giảng dạy ở một trường đại học danh tiếng của đất nước Việt Nam, không cho phép có những cái tư tưởng và có những cái hành động lệch lạc như vậy, và thể hiện cái ý nghĩ đó là không ưa về cái chế độ cộng sản này, không ưa những cái người mà đang điều hành cái đất nước này. Tôi khẳng định như thế, và cũng đề nghị với lại Bộ Giáo dục Đào tạo, cũng đề nghị với trường Đại học Ngoại thương đó, và thậm chí đề nghị với cơ quan an ninh mạng đó, phải có cái biện pháp cứng rắn hơn nữa đó, đối với cái bà Nguyễn Hoàng Ánh này, mà cụ thể đó là cho thôi việc đó, cắt hợp đồng giảng dạy đó, hoặc là kỷ luật như thế nào đó. Tại vì với một người bình thường thì khác, nhưng mà bà Nguyễn Hoàng Ánh này lại là một người giảng viên đó, mang cái tri thức của mình, cái kiến thức của mình để truyền đạt lại cho các em, các cháu sinh viên. Thì như vậy bà ta nhồi nhét vào những cái tư tưởng, không trực tiếp thì cũng gián tiếp, những cái tư tưởng lệch lạc, những cái tư tưởng mà coi phương Tây hơn là đất nước Việt Nam, coi những cái người mà gọi là đấu tranh ủng hộ cái việc gọi là nhân quyền, tự do, dân chủ, rồi tự do ngôn luận, để lợi dụng những cái việc tự do đó, đấu tranh đó, để mà phản đối lại, kích bác lại, xuyên tạc lại đường lối chính sách của nhà nước. Thậm chí một cái nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng đó là xuyên tạc và nói xấu lãnh tụ của đất nước Việt Nam, ủng hộ, cổ suý cho những hành động như vậy, thì không có xứng đáng là một người giảng viên đứng ở trên một giảng đường của một trường đại học. Tôi chưa nói đó là một trường đại học danh tiếng của cả nước. Đó, thì nhân cái diễn đàn của nhân cái buổi live stream của Thanh Tâm, cái hạt sạn, mà tôi ngồi nghĩ rằng đây là cũng vì dạng là cũng xem là cái hòn đá cùi rồi, chứ không phải là hạt sạn nữa. Ngoài cái thằng mất dạy Danny Hauer đó, cái thằng giáo viên người Mỹ đó, thì cái bà Nguyễn Hằng Ánh này là một nhân vật thứ hai mà tôi nghĩ rằng bản thân tôi cũng hết sức là phẫn nộ, bức xúc. Nhớ. Còn lại những cái việc khác, chẳng hạn như là Vietjet Air
cho tổ chức một